Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sài Gòn Đo. Ngày hôm nay thì Sài Gòn Đo có đi thi công lắp cửa composite hai cánh đều tại một khách sạn ở quận 1. Như mọi người có thể thấy thì ở đây là một khách sạn đã được hoàn thiện gần xong, và chỗ mình đang quay là ở lầu 2 của khách sạn. Hôm nay thì khách có đặt Sài Gòn Đo để lắp hai bộ cửa composite, một bộ là mẹ bồng con và một bộ hai cánh đều mà mình đang quay. Bộ mẹ bồng con thì tiếc là mình bị vướng địch quay ở chỗ khác, cho nên là mình đã bị lỡ mất một video lắp đặt, nhưng mình sẽ có up video review cửa đó cho mọi người xem nha. Và bước vào quy trình thì đầu tiên thợ sẽ kiểm tra cửa, ô tường, vật liệu trước khi thi công. Tiếp theo sẽ là đo đạc và cắt bỏ phần thừa khung bao. Tiếp tục tới bước cố định khóa chốt âm vào cánh. Ở đây thì sẽ có hai anh thợ để lắp cửa này, cho nên là trong thời gian chờ anh thợ kia đo và cắt khung thì anh thợ bên này sẽ đo và đục phần thừa để lắp khóa chốt âm vào. Tiếp theo sẽ là phần lắp ghép khung bao. Tiếp theo sẽ là dựng khung vào tường để khoan lấy dấu. Đóng tắc kê và bắt vít. Tiếp tục cố định khung bao vào ô tường. Xong, bây giờ sẽ tới bước cố định bản lề vào khung bao. Cố định cánh cửa vào bản lề. Bơm keo foam để chèn kín độ hở khung vào tường. Và trong thời gian đợi keo khô khoảng 20-30 phút, thợ sẽ lắp đặt khóa cửa. Ở bước này thì tay nghề của thợ sẽ phải cẩn thận tỉ mỉ để mà đo đạc và khoét được lỗ được đúng kích thước. Bây giờ chuyển sang bước cố định nẹp chắn cánh. Và cố định nẹp treo. Khoét lỗ chốt âm. Cố định nẹp chắn khe cửa. Tiếp theo, thợ sẽ cố định yếm khóa. Tiếp tục hoàn thiện keo silicon. Và cuối cùng là dọn dẹp vệ sinh và bàn giao cửa cho khách.